Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Cục C06 Bộ Công an đã bác bỏ thông tin cho rằng việc khó thực hiện cập nhật sinh trắc học trên app ngân hàng là do lỗi chip NFC trên căn cước. Theo C06, thì Bộ Công an tuân thủ quy trình rất rõ ràng và nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin khi phát hành thẻ căn cước công dân gắn chip. Nhiều khách hàng đã phản ánh về tình trạng khó kết nối tới hệ thống để cập nhật dữ liệu sinh trắc học sau 2 ngày đầu áp dụng quy định mới. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư nhận định việc không cập nhật được có thể xuất phát từ các nguyên nhân sau, là do người dân mới thực hiện chưa quen nên chưa xác định đúng vị trí đặt NFC của thiết bị di động, hoặc do thiết bị di động đời cũ hoặc không có chức năng đọc NFC, hoặc do hệ thống một số ngân hàng quá tải vì số lượng người dân thực hiện xác thực trên chip lớn.